hai mẹ con cùng nhau hoàn tất việc keo hai hàng phôi nấm ở khu vực nhà keo nấm. Mỗi hàng ít nhất là 4 túi. Chào chào cháu. Rồi, đi 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 đi. Má không? Má không con? Dạ má. Đúng rồi. Giờ con hỏi chú Nhật Anh ơi, cái này mình làm sao? Khi mà mình có 3 cọng dây ni lông thì mình sẽ cột cái đầu dưới này lại. Và mình sẽ làm nó những cái khoen này. Khoen này thì mình cắt những cọng dây ni lông khoảng 10cm và mình cột nó lại. Một dây thì mình cần có 4 cái khoen. Và mình sẽ xỏ nó vô đây. Và bắt đầu công việc là treo phôi. Thì bịch phôi đầu tiên mình sẽ treo. Cái quan trọng của cái treo phôi này là cái bịch phôi đầu tiên, khi mà mình treo nó cân bằng được á, thì các bịch sau khi mà mình treo lên nó sẽ không bị ngã xuống. Và khi mà treo bịch này rồi thì mình sẽ kéo cọng dây này xuống. Và bịch này sẽ treo ngược lại. Con dịch mẹ. Ủa mà con dịch nó kêu làm sao con biết không? Cạp 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 cạp. Gặp bạn Kiếp rồi. Đuổi theo bạn Kiếp. Không đuổi. À không đuổi rồi. Kiếp chạy qua lấy mấy bịch đó qua đây cho mẹ đi. Sống hả? Đúng rồi. Lấy càng nhiều càng tốt. Ơ cái gì kìa? Cái gì kìa bạn? Cái gì kìa bạn? Đừng kìa. Con mũi. Con phải ăn mà nó nặng. Đây con cầm cái này. Mẹ ơi. Mẹ. Cảm ơn con.